Papa, you see, I eat this one, but you already go to work. I eat already this whole box. Perfecto. And if you tomorrow you stay home, you eat this one with me, okay? Hello! Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Trâm Hen Ben. Hôm nay á, thì gia đình của Trâm á, sẽ ăn cái món mì Ý đúc lò. Vì sao mà hôm nay là mình sẽ có cái món mì Ý đúc lò? Ngày cái món này là ngày hôm qua là Trâm có làm cho Ben ăn rồi. Hôm qua ông xã mình á, anh Hen á, là đi làm, nên là chiều hôm qua mình làm cái món mì Ý đúc lò cho Ben ăn. Ben ăn vô hả trọ, Ben nói ngon quá. Rồi mình có quay cái đoạn video đó, tại Ben yêu cầu á là mình gửi cái đoạn video mà cái món ăn của mình mì Ý đúc lò cho Hen coi. Là Hen nói là cái món này rất là ngon, nhưng Hen có nói với Ben á là hôm nay nè, để Hen nấu cái món đó lại cho Ben ăn thử, coi thử là có ngon hơn má mà nấu hay không. Thì bây giờ là ông xã của Trâm vào bếp nấu cái món mì Ý đúc lò y chang ngày hôm qua mà Trâm nấu. Thì chụp lát Ben sẽ ăn và Ben sẽ cho biết được là so sánh giữa là má mà nấu ngon hơn hay là má bà nấu ngon hơn. Ben will tell us who cooked better. You think you will win? Mình hỏi ông xã là bây giờ ông nghĩ là ông sẽ thắng hay không? Tại chụp lát Ben nó ăn á, là Ben sẽ cho biết là má mà nấu ngon hơn hay là ba bà nấu ngon hơn. Bây giờ là mình ảnh đang nấu đó. And I put vegetable like because Papa put extra cheese and spaghetti like cheese on top. Spaghetti in the bottom. Yeah. Cheese on top. And then spaghetti and meat. Ông Ben á, ông nói ba ổng á nấu cái này á là phải cắt cái cà tím á lót ở dưới á, rồi mới xong bỏ từng lớp lên trên. Ông sợ là nấu dở. Mà hồi nãy trước khi mà ba ổng nấu á, là ổng có nói là nếu á mà papa nấu không có ngon á là má mà phải nấu lại cho Ben ăn nha. Coi chụp lát ông nấu thế nào. You think you win? I will win because I will use extra cheese. Anything with extra cheese. Ngon quá. Ngon quá. Xạo kia. Bây giờ mình sẽ quay cái cảnh ông xã mình nấu ăn. Còn ông nấu như thế nào thì cả nhà xem nha. Đây là đầu bếp, gọi như là đầu bếp chuyên nghiệp hay sao á, vừa nấu mà vừa nhậu. Một lần mà nấu ăn á là tôi nói tốn một lon bia cả nhà. Trong lúc mà ba Hen nấu ăn á là anh Ben á ảnh ngồi ảnh coi điện thoại. Lúc nào mà hai vợ chồng mình nấu ăn là ổng cũng coi điện thoại một chút hết. Có lúc thì ổng phụ đó. Sẵn bên đây là mình khoe cả nhà cái cây thông của mình nè cả nhà. Cây thông này là cây thông tươi nha cả nhà. Mình có làm cái clip mà mình đi vào cái vườn thông mà mình mua đó. Cả nhà có thể xem trên YouTube của mình là mình có quay cái chợ thông đó cả nhà. Đây mình quay gần cho cả nhà xem nha. Đây là mình là Nguyễn Thị Màu Mè, nên là mình rất thích là trang trí cây thông màu mè. Ai cũng thích cây thông nó ấm cúng, nhưng mà mình cái nhà mình nó coi nè, nó cứ xám xám trắng trắng, cái sofa cũng vậy đó, nên là mình thích cây thông nó màu mè một chút. Đừng quay qua ông xã đang nấu ăn nè cả nhà. Đây là cái bếp của nhà mình ha. Đây là cái bếp của nhà mình. Hôm nào đó mình sẽ quay riêng cái bếp thôi. Mình quay riêng cái bếp để mình cho cả nhà xem cái bếp của mình. Rồi mình sắp xếp cái bếp như thế nào. Đây. Ở bên cái nồi này là mình đang nấu nước sôi để mình trộn mì Ý cả nhà. Cái gì á? What's that? Maggi. À, cái cục nem gia vị Maggi á cả nhà.
Ở bên đây nấu dễ lắm, chỉ bỏ mấy cục gia vị vào thôi à. Ông xã mình thì nấu ăn, còn mình là dọn dẹp nhà cửa. Thường thường mình cũng nấu, nhưng mà bữa nay thì ông xã nấu cả nhà. Còn Ben là người trong vai trò rất là quan trọng của trong gia đình của Trâm, là lúc nào là cũng dọn bàn ăn lên hết á, giao muỗng nĩa là Ben tự làm. Rồi sau đó là Ben sẽ hỏi là ồ ba ba ơi uống cái gì, mama uống cái gì, rồi Ben sẽ để lên bàn luôn. Bữa nay là Ben muốn uống gì? Trời uống bia, ghê chưa, thấy ba ba mama uống bia giờ không rồi uống bia. Được lắm. Ben chuẩn bị á cả nhà. Ủa mà sao đòi uống bia? Uống bia say thì sao? Bia này là bia không đổ. Bia không đổ rồi uống có xỉn không? Không, giả. Bia giả hả? Sau khi mà nấu mì ý xong rồi nè cả nhà, như vậy là mình đã ăn được rồi, nhưng mà vì là đút lò rồi ông xã mình sẽ bỏ vào trong cái khay á, rồi bỏ phô mai lên, rồi mình sẽ vào bỏ vô lò nướng á, rồi mình nướng lên cho cái phô mai nó chảy ra, nó đều ở trên cái mặt của mì ý luôn, ngon lắm cả nhà. Ô Hà Lan number 1. Hà Lan number 1, ông nói là phô mai của Hà Lan là số 1. Sí. Thơm quá. Hấp dẫn chưa cả nhà? Cái món này á, chùm trà trọ ai mà không thích ăn đồ Tây chứ ăn cái món này cũng ngon lắm cả nhà ơi. Mình bỏ vào lò nướng á cả nhà. Để mình để phô mai nó chảy ra là mình ăn được rồi. Cái món mì ý đút lò đã xong rồi nè cả nhà. Cái phô mai ở trên nè, nó vàng vàng, nó khô khô. Trời ơi, ăn nó ngon lắm cả nhà ơi. Crispy cheese. Mình nhắc cho Ben trước, tại vì Ben là Ben giám khảo đúng không Ben? Đúng rồi. Đúng rồi, đồ nữa gớm không? Don't give Ben too much. Rồi bây giờ mình coi giám khảo bên ăn như thế nào và cho kết quả nha. Lo cho con không mà, không có lo cho vợ. I only eat the top one. Bên ăn đây rồi bên cho mẹ biết là ba ba nấu ngon hay là mama nấu ngon. The cheese I like it, but I like your cheese more. Rồi, cái đó là nói tiếng Anh cho ba hiểu. Nói tiếng Việt đi, mẹ muốn bé nói tiếng Việt. Ba nấu như thế nào? Hả? Sao? Spaghetti. Mì Ý là ngon, mà the cheese. The cheese là phô mai. Phô mai á, phải meo chì. À, phô mai á là nói chung á là không có ngon bằng má mà. Phô mai á là không có ngon bằng má mà. And the meat I don't like. Nói tiếng Việt đi. Bé không có thịt hả? I like the food like yesterday. Don't like this one. Không thích cũng phải ăn chứ. Mà ba nấu rồi. Ngày nào mình ăn khác. Anh nói là hôm qua là đồ ăn, bây giờ bé nói đi, bây giờ bé thích đồ ăn của ai? Của mẹ. Tại sao không thích đồ ăn của ba ba? Không ngon. Rồi bây giờ ai thắng? Ba ba lại mama là ai thắng? Mẹ. Mẹ thắng. Bên nói là của mama nấu ngon hơn. Papa speak Dutch to Ben đi. Waarom Ben? Mama heeft gisteren alleen maar tomatensaus of niet? Ja. Tomatensaus, vlees. En tomaat. En kaas. Ja. En wat is nou niet lekker dan? De vlees en ook maar, de andere dingen. Maar dit is hetzelfde vlees als mama gebruikt heeft. Ja, maar wat is dat ding? Ảnh là ở nhà là ảnh mình là mình nói tiếng Việt. Hồi xưa giờ mình nói tiếng Anh. Nhưng mà từ lúc qua Hà Lan mình sợ nó quên tiếng Việt nên là mình chỉ nói 100% tiếng Việt với nó thôi. Với Ben, còn Ben á là hồi xưa nói tiếng Anh với papa với bạn mama khi mà mình ngồi chung bàn ăn. Bây giờ Ben qua đây được 1 năm, bây giờ tiếng Hà Lan của Ben rất là giỏi. Nên là Ben vừa nói tiếng Hà Lan, vừa nói tiếng Anh và vừa nói tiếng Việt luôn cả nhà. Bây giờ là mình biết cái kết quả rồi, là mama nấu ăn ngon không papa?
Và bây giờ là mình sẽ tạm dừng cái video của ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video kỳ sau. Bye bye. Bye bye.